Hello, chào mừng mọi người trở lại với Thu Hà nè. Bữa nay thì Hà sẽ lên cho mọi người một mẫu Exeter 155 phiên bản xanh ngọc cực đẹp luôn ha. Đây là một mẫu mà bên Hà vừa mới sơn 3D lên, thiết kế tem đầu số 39, số thần tài may mắn cho mình này ha. Rồi phần tem xe cũng như là các hoa văn ký tự trên xe là bên Hà tự thiết kế. Còn nếu như mà mọi người mình không có thích những mẫu bên Hà thiết kế sẵn thì mình có thể tự thiết kế xong rồi bên Hà sơn theo yêu cầu cho mình ha. Cái phần mão trước là chỉ có số 39 thôi, còn phần mặt nạ là được trang trí chữ Racing nè, Rejoin Hurt nè, 155 Exeter 155. Còn đây là phần mặt về trước ha, về trước thì được trang trí cái logo CNC Racing đúng không ta? Đúng rồi. Rồi đây là cái chống độ bên Hà gắn thêm nè. Cái này bình thường tại vì nhiều bạn sẽ thắc mắc á, là sao cái xe Zin nó không có thấy cái cục này mà cái xe của Hà quay thì lại có. Thì đơn giản là vì cửa hàng của Hà độ lên á, gắn thêm nha. Rồi đây là cái bảo vệ két nước nha. Bên Hà cũng độ thêm nè. Trên xe thì có gắn cả tay thắng bao tay. Đây là bên Hà độ lên, tại tay thắng này nó sẽ căn chỉnh được, với lại nó sẽ hạn chế được cái việc gãy á. Thì đương nhiên là cái tay thắng Zin với lại bao tay Zin bên Hà cũng sẽ gửi trả lại cho mình. Nên là mọi người cứ yên tâm ha. Rồi ba ga nè, chống độ sau nè. Xe này còn được lên hẳn một cây phuộc Xmod luôn nè. Có cái hộp dầu này, mình đi nó rất là êm luôn ha. Gác chân sau bên Hà độ lên nhìn cho nó đẹp và chắc chắn hơn. Rồi về cách te nữa nè. Rồi phần phía sau đuôi thì cũng được thay nè. Thay lại phần đuôi nó gọn hơn. Với lại xi nhan cũng được làm vô trong, nó gọn hơn khá là nhiều rồi ha. Xe này sẽ được trang bị cho mình cả cổng sạc luôn ha. Với lại có khóa thông minh Smart Key. Lưu ý giùm Hà nha, tất cả xe Yamaha khóa thông minh sẽ có một remote theo xe nha mọi người. Còn Honda sẽ có hai cái, tránh trường hợp mình nhầm lẫn. Nên là Hà đã từng có xảy ra một vài trường hợp á, là sau khi khách hàng về nhà thì khách hàng mua Exeter nha, thì khách hàng thắc mắc là ủa cửa hàng có làm mất cái remote của khách không, sao chỉ có một cái remote thôi. Thì thực chất là nhà sản xuất họ chỉ cho theo xe một cái remote thôi à. Chỉ có Honda là họ sẽ cho hai cái, chứ Yamaha là tất cả các dòng xe luôn á là cho có một cái remote thôi nha mọi người, lưu ý nha. Chứ cửa hàng thì không dám làm mất đâu. Làm mất là phải đền đó mọi người, nên là không thể làm mất được ha. Rồi đương nhiên là cái màu 3D này bên Hà sẽ có chính sách bảo hành riêng cho mình là 1 năm nha, riêng cái màu sơn á. Còn cái động cơ của xe sẽ được bảo hành trong thời gian 3 năm hoặc là 30.000 cây, tùy điều kiện nào tới trước nha mọi người. Mình được bảo hành tại tất cả các đại lý Yamaha Town trên toàn quốc luôn ha. Và đối với cái mẫu này được trang bị là phân khối 155cc cộng thêm vai miếng thiên VVA, thì nó sẽ giúp cho cái cảm giác lái của mình phấn khích hơn rất là nhiều ha. Rồi đương nhiên phải có phun xăng điện tử nữa nè, tiết kiệm nhiên liệu cho mình nè. Và bây giờ là cái quan trọng nhất, đó là giá xe ha. Thì hiện tại cái dòng Exeter 155 đang có mức giá cực kỳ bình ổn luôn, chỉ dao động từ 41 triệu tới 44 triệu 800 thôi. Và nếu mua trả góp thì mình trả trước từ 5 đến 10 triệu là có xe rồi nha. Thủ tục mua góp bên Hà rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc và độ tuổi mua góp là từ đủ 18 tuổi ha. Còn ngoài ra bên Hà có rất là nhiều cái quà tặng dành cho khách hàng khi mà mua xe mới nữa. Với lại khi mà mình đi mua xe mà mình có liên hệ với Hà trước qua hotline 0937 438 101 thì mình còn được giảm thêm tiền xăng xe từ 1 triệu đến 2 triệu đồng nữa nha. Hà có dùng Zalo số đó luôn á. Mọi người có thể kết bạn để Hà tư vấn thêm, gửi thêm mẫu cho mình ha. Và gửi địa chỉ cửa hàng. Hiện tại thì địa chỉ cửa hàng của Hà là ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gần ngay chợ Nhật Huy á. Nếu mà bạn nào biết khu này thì mình có thể tới đây rồi gọi cho Hà cũng được. Không thì mình tới ngay ngã tư Sọ Sao hoặc là cổng 1 Đại Nam để Hà đón nha. Hôm nay thì tạm biệt cả nhà ở đây nha. Rất mà mong là sẽ được gặp mọi người tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.